Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Kè Bông nha. Cả nhà ơi, thì mấy hôm nay khách hỏi em rất là nhiều về cái lô mai dảo Thủ Đức đó cả nhà. Thì hôm nay là em có được một cái lô phải nói là rất là tuyệt vời luôn ha. Hàng này là hàng hai mùa hơn rồi cả nhà, liền cốt 100% luôn. Và đặc biệt là đôn ngắn lại như thế này ha, cây nó đang chuẩn bị ra đọt thêm một cái cây hai nha. Cái này là phải nói là hàng này là giống như là lâu lâu mới có cả nhà. Lô này thì liền cốt hết rồi cả nhà nhìn thấy ha. Rồi rốc rễ thì rất là đẹp luôn. Phải nói là lâu lâu mới có lô như thế này á cả nhà. Trời ơi coi nè. Đó ha. Cây nè không có cao nha. Gian tay em à. Chắc 2 tấc rồi mà đều cành nhánh nó đang ra cả nhà. Bởi vì hàng này là hàng đôn nha. Này là dảo Thủ Đức nha cả nhà. Đó, cái này thích hợp cho chúng ta trồng một mô hình kinh tế nè ha. Trồng số lượng nhiều nè. Đến vườn em thì có giá sỉ ưu đãi luôn nha cả nhà. Nó rễ nè ha. Cây nè, phải nói quá trời luôn. Ồ, rất là dữ luôn nha. Rồi lô này em bán giá là 130.000 một cây nha cả nhà. 130 nha. Cả nhà nhìn nè. Nó liền tốt hết rồi. Mắt tốt mắt chép của nó liền hết rồi nha cả nhà. Đó, đây ha. Trời ơi coi nè, rễ nè. Đó ha, rễ nè, rất là đẹp luôn nha. Cây nè cả nhà nhìn nè. Hai cây thì có chín mùi chứ không phải là nó đều trang hết nha cả nhà. Nhiều khi mình lấy á, nhiều khi có chín mùi như thế này nè. Ví dụ có cây cao, cây lùn mà nó tròn, gan tay nha cả nhà. Đúng gan tay luôn á. Gan tay của em mà rễ coi nè. Ôi coi nè, lô này phải tuyệt vời luôn. Nó tại này đôn nè, cả nhà nhìn thấy à, đôn ngắn lại nè, rồi bắt đầu nó mới đâm tược ra ha. Nó rễ nè. Rễ rất là đẹp luôn nha. 130.000 cây nha cả nhà. 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng 1 luôn nha. Em chơi lớn luôn á. 10 cây tặng 1 luôn. Lô này tầm khoảng được 1.000 cây nha cả nhà. Đó, cây nè, nó đang chuẩn bị ra nữa nè ha. Này đã kiểu như đôn là chuẩn bị ra thêm cây nữa cả nhà. Đó, đây ha, cây rễ nè. Đó. Cây không có cao nha, nói trước nha, đúng một gang tay của em hơn chút xíu thôi nha cả nhà. Đó, rễ nè. Rễ là giống như nôm nôm lên hết luôn á. Trời coi nè. Ghê không? Rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi giá 130.000 một cây nha. 130.000 một cây ha. Nếu mà chúng ta lấy 4 cây bao ship, 10 cây tặng 1 nha. Đó, cái này trong trọng xe này xe 6 nha cả nhà. Ha, đây. Đó, em chi giới thiệu rất là chi tiết cho cả nhà mình xem kỹ cây ha. Đó, rễ nè, nó liền cốt hết nè. Cái này gọi là này cả nhà nhìn thấy mình đôn lại á, qua Tết thì mình đôn lại thì nó sẽ lên những cái trò như thế này nè cả nhà. Đó ha, cái này là đôn trước Tết nè, chứ còn qua Tết thì giờ chưa có hàng đâu. Bởi vì hổng gà đang sốt cái hàng Thủ Đức này nè, kiếm không có ra luôn á cả nhà. Nay mới có được lô ha. Rồi, giá là 130 nha cả nhà. 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng 1 nha. Nó cây nó như thế này nha cả nhà. Ở trong điện thoại thì quay chắc chắn nó sẽ lớn hơn ở bên ngoài một chút nha. Chứ còn cây thì em đo chiều cao nè. Nó cái này là một gang của em, nó lú lên miếng nè ha. Đó, rễ nè. Nè, đa số là rễ nôm nhiều ha. Đó, cây thì nó đang chuẩn bị ra thêm một cái cây hai nữa. Cái này về chúng ta vô chậu hoặc là trồng đất á cả nhà. Nó búng ra đầm đà mê luôn á ha. Đó đây ha. Rồi, tới Thủ Đức là tới gì à, anh? Ủa nó cây tái gì nữa nè. Này. Đó, cây này cả nhà nhìn ha. Đó. Là hai thứ hay ba thứ ta? Ba thứ. Tổng Thủ Đức này Thủ Đức luôn á. Phải làm giống như giống ở sau phải không? Cái này. Cái màu cao là khác rồi nè. Cái này không lẽ Thủ Đức hay xin lỗi ta. Thủ Đức. Anh bỏ ra bên đi. Lấy mấy cái cao ra thôi, còn mấy cái. Rồi, cái này em giới thiệu mấy cái lạ lùng thôi nha, Thủ Đức nha cả nhà. Rất là đẹp nha. Giá 130 nha cả nhà. Cái này có 30 cây 4 cao. 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng 1 nha. Đó, đây. Ồ, cây rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Nó không có nhiều nhánh nhiều nha, nó mới đôn nó mới ra hùm lùm như thế này nha cả nhà. Nó rễ thì đẹp. 100% đã liền cốt luôn ha. Rồi. Ai thích thì hãy alo bên vườn mai của Chiếc Kè Bông nha. Hàng em mới về luôn cả nhà. Hãy nhanh tay nha. Cái này trồng một mô hình kinh tế lớn là ok luôn cả nhà. Nó là cây quá tuyệt vời luôn ha. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.